chị và các bạn là cái đứa hồi xưa cao 1,5 cm đẹp ngắt, có cái tóc bím tóc như cái đuôi chuột, và được thầy cô giao nhiệm vụ rất là khó khăn là làm lớp trưởng của R5. Em tên là Huỳnh Ngọc Vân ạ. Thưa các thầy cô, thưa các anh chị, các bạn, chúc mừng năm mới xuân Ất Mùi nhân kỷ niệm 35 năm đoàn lưu học sinh của các tỉnh phía Nam tập trung học tập trước khi lên đường sang Liên Xô du học năm 1980 đến 2015, thì một số thầy cô, bạn bè đã họp mặt lại tại số 97 Võ Văn Tần hôm nay để ôn lại kỷ niệm xưa. Đó là lý do của buổi họp mặt hôm nay. Về dự buổi họp mặt hôm nay có các thầy cô. Tôi xin trân trọng giới thiệu thầy Phương Văn Dần. Xin trân trọng giới thiệu cô Bạch Thị Lê Hồng. Xin trân trọng giới thiệu cô Vũ Thị Thanh Bình. Xin trân trọng giới thiệu cô Bùi Thị Ánh Tuyết. Xin trân trọng giới thiệu cô Bùi Thị Tuyết Trinh. Và xin trân trọng giới thiệu thầy Trương Huyền. Cùng với sự có mặt của các bạn cựu sinh viên của khoa ngoại ngữ 97 Võ Văn Tần ngày hôm nay. Thưa thầy cô, thưa các anh chị, xin chúng ta hãy dành một sự tưởng nhớ đến một số người đã ra đi trong số chúng ta ngày xưa. Thầy Tiết Kim Lai, chị Nguyễn Thị Hồng Phượng, anh Trịnh Hồng Quang và anh Nguyễn Thành Quyết. Các bạn cũng như thầy đã không có mặt để dự cái buổi giao lưu ngày hôm nay. Thưa thầy cô, thưa các anh chị, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.